Hôm nay mình sẽ lên video để nói một cái vấn đề, thực ra nó là hơi buồn cho những ai là fan hâm mộ của máy lọc không khí Saab nhé, dòng 7000 mọi người nhé. Nghĩa là hiện tại thì ở trên thị trường bây giờ những cái hàng mới, hàng nội địa ấy, hàng mới thì sẽ không còn những các cái dòng máy lọc không khí mới mà dòng Saab 7000 như kiểu dòng sóng giáp Saab tháp mình đang ngồi trước các bạn, mình đang quay ở video với các bạn này, thì các cái dòng này bây giờ sẽ không còn cảm biến bụi và thậm chí là không cảm biến ẩm luôn mọi người nhé. À không, cảm biến ẩm sẽ không hiển thị theo số như này mọi người nhé. Nghĩa là từ mình nhớ là từ cái con mà đời F, những dòng F như F50, F70 ấy, thì nó sẽ còn hiển thị cái độ ẩm này. Còn các cái dòng mới bây giờ thường thường sẽ hiển thị cái đây, thấp trung bình cao đây, chứ không được số như này mọi người nhé. Tiếp theo là sẽ không có cảm biến bụi, nghĩa là gì? Ví dụ như đây là một con D50, này con này đời 14 thì nó sẽ có cái cảm biến bụi ở đây. Đây mọi người nhé, địa chỉ bạn đây. Đây chính là cảm biến bụi, đúng không? Đấy, nhưng các cái dòng mới bây giờ thì lại không có cả cảm biến bụi nữa. Nghĩa là khi mà mọi người vỗ bụi này, đây mình sẽ vỗ như đây là xanh nhá, cảm biến xanh nhá, vỗ bụi này. Đấy, nó sẽ không chuyển đỏ như này đâu mọi người nhá, chắc chắn luôn. À, thực ra là cái thông tin này mình cũng mới biết được thôi, tại vì khi mà mình đang định order một số máy thì Saab mới này, hàng nội địa này về Việt Nam, thì mới nhận ra là không còn những cái mặt hàng mà có hiển thị độ ẩm kiểu này và không còn cảm biến bụi kiểu này. Thường thường bây giờ cái dòng này ấy, nó có đây, mình cũng vừa search. Mọi người làm mình tí nhá. Đây mọi người nhá. Thì các cái dòng mà có cảm biến bụi bây giờ thì những cái dòng như dòng Z50 này, hoặc là L50 này, hoặc là dòng đây H50 này, tất cả các cái dòng này đều không có cảm biến bụi và cảm biến ẩm sẽ hiện ở trên mặt mọi người nhé. À, sẽ không có cảm biến ẩm theo cái số như thế kia mọi người nhé. 6566 là kia là 656667 ngạn như đây. Còn cái này nó chỉ có thấp trung bình cao. Đó, nó không còn mức phân biệt ra được nữa. Đó, và theo như mình thông tin mình nắm được ấy, thì là hãng sẽ chỉ làm cảm biến bụi cho những con máy có lượng ion là 25.000, như là dòng cao cấp, ví dụ như các cái dòng đây, ví dụ như dòng đây mọi người nhá. Đây, ví dụ như là dòng 100 nha bạn, hoặc là H dòng hoặc là các cái dòng đây như là KX70, KX55 ấy. Đấy. Chứ còn không áp dụng cho những con máy như kiểu này nữa mọi người nhá. Theo dòng Saab tháp này nữa nhá. Sẽ không áp dụng cho những con máy như này để có cái cảm biến bụi và có cái cảm biến ẩm như này mọi người nhá. Đó. Thông tin cũng khá là buồn nhưng mà thôi, mình phải chấp nhận thôi. Thì đấy là cơ chế, và có thể như là Saab đang phân ra giống như kiểu Daikin á, là người ta đang phân ra cái dòng thấp, dòng cao như thế, Panasonic cũng thế. Và những ai muốn dùng những cái dòng máy Saab như thế này mà muốn còn cái độ ẩm hiển thị này và cái cảm biến bụi như này thì các bác chỉ dùng với những cái máy đời từ 2017 đối với trước, không thể dùng những con đời cao như là 18 là bắt đầu dòng H, dòng Z. À, hình như dòng G thì có hiển thị độ ẩm như này nhưng không hiển thị, không còn cảm biến bụi nữa. Và các cái dòng về càng về sau này, dòng Z50 hoặc là Saab TH4 chẳng hạn, là không còn nữa mọi người nhá. Đấy là một cái thông tin rất là buồn nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay có một cái thông, mình sẽ cung cấp một cái update, một cái thông tin như thế. Mọi người có cái thông tin gì cụ thể hơn có thể comment dưới video nhé, cùng trao đổi về cái vấn đề hàng hóa này. Rồi, cảm ơn mọi người.